mơ mơ hỏi em, chị ơi, có cái này thật collagen hay không? Mùa này da em khô quá, mùa này da em dễ nổi mụn quá, mùa này da em lỗ chân lông to quá, cũng như là mùa này da em sầm sùi quá, thì hôm nay em đã về cái dòng sản phẩm là mặt nạ collagen. Đây là mặt nạ, cách sử dụng nó thì rất là đơn giản luôn. Đầu tiên, trước khi mà mình đắp mặt nạ thì em khuyên tất cả chiêu là nên làm sạch da mặt của mình thật là sạch sẽ, sau đó là mình sẽ lau mặt khô và thoa lên một lớp toner để tăng mặt hợp da, và sau đó là mình sẽ mở cái hộp nạ thật này ra. Sẽ có 20 gói nhỏ như thế này, mọi người có thể là bỏ vào trong cái tủ lạnh nha mọi người. Khi mà mọi người bỏ vào trong cái tủ lạnh ấy, là mọi người sau 15 phút ấy, mọi người lấy ra, sau đó là cái chị đắp mặt nạ lên, nó cực kỳ đẹp luôn. Không những là nó làm mát da, nó làm giảm mụn, nó làm cho da của chúng ta xe cái lỗ chân lông mà còn trắng sáng hơn nha. Thì đây là dòng sản phẩm mặt nạ ngủ. Dòng sản phẩm mặt nạ ngủ này thì mấy chị sẽ sử dụng vào ban đêm. Thì ban đêm mấy chị thoa lên collagen này, sau đó sáng mai là mấy chị có thể là rửa mặt của mình thật là sạch lại với nước, rồi một tuần là chỉ cần là 2-3 lần là ok rồi nha. Không nhất thiết là phải ngay nào mình cũng đắp, là nhiều lúc đó mình còn phải dưỡng rất là nhiều loại kem, và nó sẽ giúp cho da của mình đẹp hơn rất là nhé. Đây là dòng sản phẩm cũng khá là tốt, cũng khá là nổi tiếng trên thị trường, cũng như là rất là nhiều chị xài rất là thích, rất là mê. Thì chị nào mà muốn làn da mặt đẹp, cũng như là muốn tìm một cái mặt nạ thật collagen, không những là bổ sung collagen nè, trắng sáng da, căng mụn da và xây cái độ chân lông da da, thì nó sẽ giúp cho da được căng bóng và sáng hơn rất là nhiều. Mình em là đều những cái video chất lượng và hàng chính hãng nha mọi người. Bye bye mọi người nha.